Xin chào cả nhà. Hôm nay Lan xin chia sẻ món ăn bình dân nha bà con. Thịt ba chỉ, thịt ba rọi á, rang muối, sả ớt, mình chiên rồi mình ăn chung với cái này, cái củ cải này của người Nhật các bà con, ăn giòn giòn, chua chua cũng ngon lắm. Với dưa leo, cà cà tomat, cái loại cà nhỏ cherry tomato. Thì ở đây Lan có bằm sẵn sả, tỏi, ớt. Bây giờ Lan đi ướp nha, mời bà con vào bếp với Lan. Món ăn bình dân. Bây giờ Lan để thịt vô khoang nha. Lan để vô một muỗng dầu. Bơ chút xíu bột ngọt. Bây giờ Lan lấy nước mắm. Cái này nước mắm nhỉ mới ngon nha bà con, có nước mắm nhỉ á, mình chiên nó mới ngon. Đây là 2 muỗng nước mắm. Chút xíu muối thôi, đừng nhiều nha. Ít lắm, chút xíu à. Mình trộn lên cho nó đều. Trong này thì sả, tỏi, ớt. Cái này Lan bằm sẵn rồi nha, nên nãy Lan không có quay phim. Sả, tỏi, ớt. Rồi Lan để vô. Cái này bà con đem nướng cũng được mà chiên cũng ngon lắm nha bà con. Đó, vậy đó. Ăn rất là dễ ăn cô. Hình như món này ai người Việt cũng thích lắm. Rồi giờ Lan để đây cho nó thấm ha, cả nó khoảng 40 phút sau mình mới đi chiên nha. Giờ Lan xắt dưa leo. Ăn nhiêu mình để nó vô cái hộp lại là con. Chua chua ngon lắm rồi con. Người ta ưa cuốn trong sushi á. Gỏi này mình đậy lại, đem bỏ vô tủ lạnh. Xong rồi đây bà con, đó, để đây. Mình để dầu ăn vô nha. Đánh chim. Đợi nó nóng một chút. Rồi để thịt vô bà con ơi. Vô hết một chảo rồi, chén nhau vô làm hết đi. Cái mùi nó thơm bắt mép này.
rồi để lên coi nó vàng kia nha. Wow, ngon quá, vàng rồi nè. Chảy nó ra. Cũng được nữa hả? Nó nổi rồi con. Cái này cái ra đây, có ra đây. Rồi cái này được lăn gắt ra nha, những cái được lăn gắt ra. Ngon quá. Wow. Rồi lăn tắt lửa gắt ra hết nha. Xin chào cả nhà, tối nay Lan đã chuẩn bị xong cái món thịt ba rọi muối sa ớt nha. Mời bà con ăn cơm tối với gia đình Lan. Rồi ở đây thì Lan cái chén cơm Lan có để chút xíu gia vị của người, cái này của người Nhật các bà con, để vô chút gì nè cho nó ngon. Ăn chung với cải muối của người Nhật, dưa leo, cà tô mát loại trái nhỏ đó bà con. Mời bà con ăn cơm tối với gia đình Lan nha. Bà con có yêu thích Lan nhớ cho Lan xin một like đăng ký ủng hộ dùm. Thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.